chuẩn bị kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 sáng ngày 12 tháng 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Với tư cách thành viên đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu các ý kiến ngắn gọn, tập trung sâu sắc, tâm huyết và có trách nhiệm của cử tri liên quan đến kiến nghị của cử tri về sửa đổi luật đất đai năm 2013 tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh đất đai là vấn đề quan trọng là tư liệu sản xuất cơ bản đây cũng là một trong sáu nội dung trong hội nghị trung ương năm vừa kết thúc mới đây trên cơ sở nghị quyết này của trung ương về đất đai quốc hội nghiên cứu xem xét sửa đổi luật đất đai theo tinh thần mới để phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của đất nước tổng bí thư nêu rõ nhưng sửa thế nào để phát huy thế mạnh của đất đai thì không đơn giản phải nghiên cứu tổng kết mang tầm chiến lược nhưng phải thiết thực phải đảm bảo đời sống của người dân nhưng phải vì lợi ích quốc gia dân tộc đây là vấn đề làm dần từng bước, hoàn thiện dần về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị Trung ương 5, ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Trung ương đã thống nhất rất cao, nhất trí thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm qua, tạo sự thống nhất, góp phần ngăn chặn phòng ngừa, phát hiện các trường hợp thoái hóa biến chất, dẫn đến tham nhũng tiêu cực lãng phí. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2022 đã chỉ đạo ráo riết quyết liệt kịp thời xử lý một số vụ việc nổi cộm bức xúc, điều tra 1.264 vụ với 2.038 bị can, truy tố 742 vụ với 594 bị can, xét xử sơ thẩm 737 vụ với 1.567 bị cáo. Về các tội tham nhũng kinh tế chức vụ, trong đó khởi tố mới 125 vụ án với 259 bị can. Riêng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi 4 vụ án với 23 bị can, truy tố 3 vụ án với 34 bị can, khởi tố nhiều bị can là cán bộ cao cấp, cả đương chức, nghỉ hưu, cả trong lực lượng vũ trang, trong đó có 8 cán bộ diện trung ương quản lý. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn công dân thủ đô thực sự tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, văn hóa, cùng nhau truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị quý báu như văn hiến, anh hùng, hào hoa, thanh lịch, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, thành phố vì hòa bình đồng thời xây dựng thủ đô hà nội xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị hành chính của quốc gia trung tâm lớn về văn hóa giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ kinh tế và hội nhập quốc tế tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hãy phấn đấu phát triển mạnh mẽ nâng tầm vị thế không thua kém các thủ đô trên thế giới